Nhằm hỗ trợ các công trình xây dựng sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng hướng tới tiêu chí là các công trình xanh bảo vệ môi trường, ngày hôm qua tại Hà Nội, Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam cùng với Hội đồng Công trình Xanh đã lần đầu tiên ra mắt Hội mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam. Sau khi ra mắt và chính thức hoạt động, Hội mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam sẽ là thành viên chính thức của Hiệp hội mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Quốc tế. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu, phát triển, kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia về vận hành các công trình xây dựng. Hiện nay, Hội mô phỏng Hiệu năng đã đưa vào ứng dụng phần mềm mô phỏng năng lượng cho công trình tại một số tòa nhà của Việt Nam. Phần mềm này có thể giúp một tòa nhà giảm 45,7% năng lượng sử dụng và cắt giảm 232,7 tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm.